Chị Thảo, hai đứa về không? Chị Thảo thì đang trèo leo, mấy đứa em chơi chị Thảo chán quá về rồi. Tại vì chị Thảo hay trèo quá. Chị Thảo hôm qua này này bị sổ mũi. Sụt xà sụt xịt kia. Ôi, mẹ nó muốn mà chú rồi. Bạn này ít sổ mũi, ít ho lắm. Mà hôm qua này này bị ốm rồi này. Hôm nay đi học cô giáo bảo cả ngày phải no mũi cho Thảo. Mẹ đang bảo với cô giáo là Thảo đi học gần một năm rồi, lần đầu tiên cô giáo phải lau mũi cho Thảo. Cô giáo bảo đấy là Thảo ít chứ các bạn thì các cô lau suốt. Ôi, Thảo sạch sẽ nên là mới không có mũi mấy. Đi vào nhá, đi vào ăn bánh chị Hướng à, đi. Cả nhà hôm nay mẹ cháu mua bánh xèo này. Bánh xèo về cho Hương với Toàn. Giờ Hương đang bảo con ăn trước mẹ, tí nữa về anh ăn sau. Chỗ này của anh Toàn này tí nữa anh về anh ăn sau, bỏ đây cho nó giòn. Một mình Hương chắc chỉ ăn cái dưới là chán thôi. Thảo thì không biết ăn cái này. Ở nhà em có một cái sân bóng chuyền gọi là đình của chóp luôn. Răng dây từ đường bên cổng nhà em sang bên này, thế là cứ chiều đến trẻ con đánh cho vui. Thảo kia Dung chị là con kẹo không? Kẹo mua có à? Trèo trèo đúng không? Trèo. Ui chú ơi, con mũi. Con mũi đập chật đấy nè. Đạt cái đoạn video em. Nhà xóm em có một anh sumo. Toàn này Tuấn mấy anh em hàng xóm này, trẻ con này cứ rủ nhau chơi ầm ầm. Ngồi về đâu bọn trẻ con giờ đang chơi ầm ầm ở ngoài cổng kìa. Hôm nào cũng vậy, cứ tập trung ở cổng nhà em đông. Tại vì cái chỗ này nó có chỗ để buộc hai đầu buộc dây á, xong nó là chỗ địa điểm buổi tối thì bóng cũng sáng. Thế là cứ tập trung ở đây chơi lắm. Tối qua bọn em ngồi mà cả đánh bóng cả uống nước ăn mần muốn 10 giờ mới về luôn. Cái chiều đến là trẻ con chơi vui. Hôm nay em Nga có một bất ngờ cả nhà ơi. Tại vì hôm nay là ngày sinh nhật của em Nga. Em sẽ không định tổ chức gì đâu. Nhưng mà cái ngày sinh nhật của em là kiểu như kiểu người lấy ngày sinh để làm Facebook á. Thế là nên trên đấy là ai ai cũng biết cả. Thế là phụ nữ xóm bảo tổ chức sinh nhật cho chị Nga. Nhưng mà em bảo thôi đừng có làm gì cho nó mất công cả. Tại vì đông người mà. Thế là chị em ở trong tổ bóng chuyền. Em Nga có tham gia cái tổ bóng chuyền rất là vui. Chỉ có khoảng mười mấy hai mươi chị thôi. Thế là chị hội trưởng phụ nữ có ý kiến bảo là thôi thì tổ ta chỉ có mười mấy hai mươi chị thôi. Thôi cứ đến sinh nhật ai ấy thì ta góp mỗi người khoảng 5-70 gì đấy. Rồi mua bánh kem, rồi mua thêm bánh kẹo hoa quả, ta tổ chức sinh nhật cho vui. Em Nga là người đầu tiên. Người đầu tiên này cái hoạt động này á. Thế nào mấy chị em nhất trí hết. Mà là ai cũng đồng ý là góp rồi để làm như vậy á. Thế là bây giờ mấy chị em góp vào mỗi người 50 này là mua bánh kem, bánh kẹo, hoa quả để tối đến nhà em Nga để làm sinh nhật. Thế là em Nga bảo có mua thêm lạc, thêm bia để tối nữa chị em ăn rồi uống cho vui mà. Chứ chị em bọn em có tiệc gì hay uống bia lắm, không được bao nhiêu đâu. Mỗi người chỉ một cốc hay một lon thôi nhưng mà nó vui, này cứ thích vậy á. Thế là nãy em Nga mua một thùng bia với lại 3 cân lạc luôn, đang luộc, hiện tại đang luộc. Để tối nữa tất cả chị em rồi những con em nào của các chị ấy có đi theo ấy vào ăn cho vui. Chứ còn bánh kẹo hoa quả rồi bánh kem là tất cả là của chị em mua hết. Chị em Nga chỉ có lạc với bia thôi. Thế là các chị cũng đồng tình bảo là bây giờ trở đi cứ đến ngày sinh nhật của ai là ta góp vào ta làm cho nó vui như vậy. Thế là hôm nay em Nga bảo là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật. Cũng như cái chị phụ nữ bảo là nếu mà gia đình thì rất khó tổ chức. Con làm sinh nhật cũng chỉ làm cho con thôi. Chí còn không dám tổ chức cho mình nữa cơ. Thế là nên là chị em giờ tự tổ chức cho nhau cho nó vui đó. Bia em Nga mua về một thùng luôn, em bỏ hết vào trong tủ đó. Hồi ai uống là bao nhiêu thì uống. Còn bên đây là lạc luộc. Em Nga hiện tại đang luộc ở dưới bếp củi. Tại vì nhiều mà cái nồi to á. Thế là bếp ga không được, thế là phải toàn phải chất bếp cho mẹ để luộc lạc đây. Sắp sôi rồi. Luộc cho nó khô ráo để hồi mà ăn. Dạ cả nhà ơi, các chị chi hội trưởng phụ nữ chị chịu trách nhiệm đi mua bán này. Thế là hiện tại đang mua hoa quả bánh kẹo vào để đây. Rồi về tắm rửa cái đã tí nó mới vô. Chị ấy bánh gato thì cũng cầm về rồi. Hiện tại em đang bỏ vào trong tủ.
À, thế là để đây đã, một tí nữa chị em mới đến tập trung rồi mới bày diện lên đây. Thì cho vui vậy thôi, phong trào thôi, chứ còn ăn uống thì chẳng đáng bao nhiêu. Bây giờ cái gì ở nhà ai cũng có, hoa quả thì dạo này cũng dễ ăn, nên là mua thường xuyên, nhưng mà vui là chính ạ. Nhanh lên các bạn ơi. Bố, không đưa bén bố à? Thành Nguyệt, chị vào đi chị. Không đưa bén bố à? Cha trời trời. Không đưa thằng bén bố. Cái bố đi chơi. Chị Huyền ông rủ ông Thánh nha, chị Thánh nha. À. Dạ, bà lội xuống rồi, đưa trẻ con xuống. Ôi, ngồi tí cho mát đi, xuống giòn đi em Nguyệt ạ. À. Xuống giòn đi. Khi ngồi xổm đồ bánh đồ keo luôn đi đó. Trời ơi, nghe nghe đỏ chót đi cài. Thế được không? Ba đứa ba ca tổ luôn đấy. Ôi, cả mấy khi chứ cả. Mấy thôi rồi luôn đó. Tháng 1 thì còn lâu rồi. Ôi chú ơi, Thảo thế. Thảo là to nhất rồi. Ồ, mà Nguyệt ơi, Thảo mà Nguyệt ơi. Dặn chứ với Thảo đây. Thảo thích thế. Dạ, áo che bay em mua đấy. Mẹ mua rồi. Mẹ ơi. Cháu ơi, vui chưa đây. Nguyên một rổ bia luôn nè. Vô đây, ai mua vô đó đi. Trời, từ bé đến giờ em Nga mới được tổ chức sinh nhật đấy này. Cũng nhờ chị em mà mới có một tiệc sinh nhật như thế này đây. Chứ mà bảo là em Nga tự tổ chức chắc em Nga cũng không làm luôn. Mấy sinh nhật của em Nga này. Chị hội phụ nữ đặt hoa đẹp chưa? Một trẻ con đấy hết rồi. Chúc mừng sinh nhật Thảo ơi. Cô tắt đèn à? Rồi này đây em. Happy birthday to you. Rồi đi Thảo thế. Kéo lỗ đó con cho xa ra, cho xa ra lỗ đó. Dạ cả nhà ơi, đáng ra sinh nhật á thì em Nga sẽ mở cái bài hát chúc mừng sinh nhật đó. Hay, nhưng mà em Nga tưởng là không vi phạm bản quyền thì em Nga sẽ để đó cho nó nhộn nhịp và vui. Nhưng mà em không tắt đi á. Thế là bị vi phạm bản quyền. Thế là bây giờ em Nga bắt buộc phải tắt tiếng đi rồi nồng thêm tiếng vô cả nhà. Nên là cũng mất vui. Nên là ông bà cô chú xem thì thông cảm cho em Nga với, thì bảo làm sao mà không có nhạc để cho nó buồn vậy ạ. Cũng có một lần em Nga quay video sinh nhật của cái đứa em hát cái bài chúc mừng sinh nhật như thế này không bị vi phạm bản quyền. Mà sau đợt này em Nga để vào, để cho video nó tăng phần hấp dẫn á, thì lại bị vi phạm. Buồn thật đấy. Thế này em Nga phải làm lại từ đầu đến cuối thì mới hoàn chỉnh được một cái video như thế này đây ạ. Thôi chị em nha. Nhân đây em Nga cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các ông bà cô chú cùng anh chị em luôn ủng hộ kênh cho gia đình em Nga. Đặc biệt hơn nữa là cảm ơn chị em phụ nữ hội mê bóng chuyền đã tổ chức cho em Nga một bữa tiệc sinh nhật vui và đầy đủ như thế này ạ. Cảm ơn rất nhiều các bạn, các chị cùng các em. Nói chung là hội bóng chuyền như em của em Nga đây thì rất nhiều lứa tuổi, cô cũng có rồi, anh chị cũng có rồi, các em cũng có, nên là hộ lớn cả. Nên là mong rằng các cô rồi anh chị em có xem được cái video này. Em Nga xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.
bia đây, chị em hôm nay chúng ta phải uống nhiệt tình, mỗi người mỗi nó, không say không về. Chị nào uống không hết thì em Nga bắt trả tiền bia. Những bữa sinh nhật hay những cái bữa liên hoan như thế này thì bọn em Nga thường xuyên tổ chức, tại vì bóng chuyền cũng liên hoan, rồi văn nghệ cũng liên hoan. Nói chung là cứ có giải gì nào chị em về tự tổ chức liên hoan nên vui lắm. Bia thì không uống được bao nhiêu đâu, nhưng mà chị nào cũng thích uống một tí cho nó có, cho nó hưng phấn. Ba uống. Chẳng mấy khi vui đấy, mà chị em chơi hết mình luôn. Ba ngoái hay bảo sinh nhật xong uống bia đi rồi ra làm trận bóng chuyền, nhưng mà kiểu này chắc là không làm được, sợ nâng đâng hết đây. Ăn đi, lấy dao mà nói chứ. Không ăn được không? Ăn đi, chán đi. Ôi, cả nhớ ơi, vậy là xong rồi nạ. Bây giờ chị em mà xong xuôi này đi đánh bóng. Đi ra bật bóng đi em ra. Dạ, đi đấy. Giờ này đi thể dục một chút, mới 9 giờ kém. Thế là chị em này rủ nhau đi. Cả nhà ơi, thế là nhau nhau một lúc là nó cũng xong, chỉ có trong vòng tiếng hơn tiếng đồng hồ thôi. Rồi còn em mà còn mê nên đi đánh bóng chuyền cơ, tại vì quen rồi, cứ tối đến ăn xong là đi đánh bóng chuyền, như kiểu đi thể dục cho nó khỏe nên là quen rồi. Nhưng hôm nào mà mưa một cái là tự nhiên buồn luôn. Thế là sau 37 nồi bánh chưng, hôm nay em Nga mới được lần đầu tiên tổ chức sinh nhật, cũng nhờ chi hội phụ nữ cùng các chị em ham bóng và mê bóng chuyền. Còn em vào trong một cái nhóm nhóm mê bóng chuyền á, thế là chị em đã tự tổ chức cho nhau, mà em Nga là người khai mạc lần đầu tiên, thế là vui. Rồi từ giờ trở đi là cứ thứ tự như vậy, cứ đến sinh nhật chị nào rồi báo cho chị truy hội trưởng phụ nữ. Chị ấy mới nên làm khoảng 1.5 đến 2 năm, nhưng mà tinh thần rất là nhiệt tình. Rồi công việc này, rồi những cái lúc mà ví dụ như là chị nào mà gặp hoàn cảnh khó khăn thì chị ấy huy động những chị em phụ nữ khác để đi giúp đỡ, ví dụ như bẻ ngô, cuốc cỏ ngô, cắt lúa hay đi gieo mạ. Nhưng đợt đấy em Nga em Thảo ốm, thế là chị cũng huy động chị em để đi ủng hộ em Nga đi dặn lúa, đi bắt ốc dặn lúa. Thế là từ cái khi đấy đến giờ là cái hoạt động của hội chúng em rất là hay. Tại vì ở quê có nhiều thời gian công việc này là tự do, ví dụ như ở các thành phố lớn hay là ở trung tâm thành phố gì đó thì như là mọi người phải đi làm theo giờ của công ty, rồi theo giờ của nhà nước á, thì có thứ bảy chủ nhật mới được nghỉ. Nhưng chỗ em thì là lúc nào thích hoạt động là hoạt động, ví dụ như ngày 20 tháng 11, mùng 8 tháng 3 là kéo co bóng chuyền, đá bóng, mà rất nhiều hoạt động vui lắm. Thế nào vui rồi, đang bảo với các con bảo là chứ là mẹ chưa bao giờ ai tổ chức sinh nhật, mà mẹ cũng chưa làm cho mẹ một lần nào cả. Hôm nay nhờ các bạn các chị làm cho là mẹ thấy vui. Rồi thôi, giờ em Nga cũng xin chia sẻ vậy thôi, và em xin dừng video lại đây, tại giờ em đi tham gia bóng chuyền với chị em. Đã hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo ạ.